chào tất cả bà con nha. Hôm nay tiếp tục quay cái miếng lúa mà của ông chú ba mình hôm hổm bị gãy cánh phắng, hôm nay cắt nè. Nay lúa nó cũng im lắm, trời cũng không có được nhiều nắng gì mấy. Cắt cái dàn lúa thì lừng lừng lép lép ra cũng hột cũng nhóc chân. Đây này là do tải lúa nha bà con, lúa xanh quá. Thời tiết mưa bão hổm gài, đất nó có nước nè, có chân nước chút chút nè. Nói chung là miếng đất của chú ba mình là miếng đất này là miếng đất gò, cho nên nó cũng đỡ hơn. Còn cái giặt ngoài kia là bây giờ là bơm nước từ hôm nay là 7-8 ngày rồi mà nước vẫn còn nước nhiều hơn đây nữa. Nói chung là hôm nay lũ về quá bất ngờ, do tình hình mấy cơn bão gần đây đó, mưa kéo dài rồi nước đột ngột đổ về, rồi mưa nước chum nữa, rồi giờ nước mà sông thì đầy hết trơn rồi, khai không ra. Bây giờ một số bà con ngoài kia đã không có rút nước được á, thì cắt vớt vát, cắt phần nửa bỏ phần nửa, được nhiêu ăn nhiêu. Còn ở đây là chú ba mình đây, ổng cũng may mắn lắm rồi, ổng cũng hên, ổng cái này là ổng cũng vớt vát chắc được đủ vốn, có tiền cà phê cà pháo, thì năng suất thì tầm chắc 10 bao, 12 bao trên công cái gì. Do cái giống của em này là mặn mùa hè đó bà con, bắt buộc cắt cỡ nào cũng phải ra hột thôi, cho cây nó xanh á, với chờ nó ui á, cái cây nó dẻo, cho nên là cắt suốt phải ra lúa thôi. Im rồi. Cái này là chờ âm u không có nắng. Tới 11 giờ rưỡi mới cắt đó nghe bà con, mà như vẫn còn ra lúa nha. Do cái cây á. Nè bà con thấy không? Đây còn chẽn nè. Do cái cây của mình á chờ không có nắng nó ướt nó dẻo quá. Rồi cái máy liên hợp cắt nó không có ra hết bà con. Còn dính chẽn nữa nè, rồi một số thì thổi ra. Mà nói chung mùa hè này tình trạng này ai cũng dễ hiểu vậy thôi chứ biết sao giờ. Như đông xuân thì bà con biết rồi đó, cắt sạch trơn à, năng suất nó cao. Còn hè thu này 10 miếng hết 10 rồi. Giống này giống OE 18 nè, mà vẫn còn 5-6 hột, 5-6-7 hột trên một bông nè. Khu này cũng đâu 5 công chứ. Mà nãy anh đếm trong đó được ba mấy bao à. Chắc công tầm 10 bao đến 12 bao cho lỡ à. Rồi 600 mấy, 700 ký. Không tới 700 đâu, 600 mấy. Năng suất bình quân ở đây là như vậy là đạt rồi bà con ơi, chứ ngoài kia như mấy cái video được rồi. Tức có quay đó ngoài kia là nó bị ngập đó. Ngập sập chập lép rồi nó thúi luôn. Còn cái miếng này của chú ba mình nó mặn cũng cây thực cao lắm nè, cho nên nó không sập nè. Gió hổm gà là ba cơn bão dông gió dữ lắm đó, của người ta kế bên ta sập chập lép cho ăn quả thì 1-2 chòm nè. Với bà con mình mặn lúa trúng mà sập nó lại thắt, mà lúa đứng thắt đó, rồi lại có ăn là vậy đó, là do thời tiết vậy đó. Nhưng miếng bên này, miếng này bà con thấy không, sập nè, nằm nước gì nè, rồi cắt đó đâu có ra lúa đâu, cắt là bỏ hết luôn. Rồi video tiếp theo kết thúc đây nha bà con.